Đáp được con nào phần thưởng sẽ là của anh. Đáp đi. Đáp cái này đâu em, phải đầu heo anh. Đáp cái gì nó tự bại luôn rồi nè. Đáp cái khác đi. Đâu có khác cái gì à? Chúc mừng bạn vượt qua thử thách. Vậy là có tiền rồi. Có tiền rồi. Mời bạn đến với thử thách tiếp theo. Đừng bỏ lỡ Cặp đôi hài hước phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 thứ năm ngày 12 tháng 4 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 2.